him. One more. So, one more. That miracle will happen today, and
never too late. There was a couple that I read who was celebrating their 60th anniversary, and the priest asked the couple, "What is your secret to stay together and be happy together?" And the man responded to that question. He said, "You know, when we first got married, we decided that whoever has to leave has to take the kids. And so nobody wanted to take the kids, so they stayed together." Well, I think there's some truth to that, because you don't want to go through life alone with the responsibilities that you have and the children that the gifts of God has given to you. And to celebrate that gift together, the good times and the bad. So we pray for you, for so many accomplishments that you made together. And the gospel reading that we heard today, Jesus came and gave this couple wonderful gift and joy that they never expected. And St. Paul in the second reading today reminded us that the sacrament of marriage reflects the love of God for the church, for us. And so in time we love one another, you radiate love of God to others. And that's very important ministry vocation that we have. It's marriage is not about me, you know, what makes me happy, but what's good for others as well. You know, that's the secret to our happiness. And that goes back to the Old Testament of God. Save the world. He doesn't want us to live life alone, but to put harmony, to help shoulder the burden and help us through life. And so marriage, you enter into marriage for the right reason, it can be heaven on earth. But for the wrong reason, it can be hell on earth, doesn't it? And so we thank God for the love that you have shown to each other. We pray that that love continues to grow through the years. Chúng ta ngày hôm nay được một cái ân huệ rất là cao cả, được cử hành thánh lễ ở ngay nơi mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên, phép lạ đó cụ thể cho cả vợ chồng ở thành Cana. Và ngày hôm nay chúng ta nghe về cái đoạn tâm nói về nước Cana, và Chúa Giêsu đã mang lại một món quà, một cái niềm vui, hạnh phúc rất là đặc biệt cho cặp vợ chồng đó. Và chúng ta được nghe về những cái bài đọc từ thủa siêu sư bắt đầu tạo dựng con người và muốn con người được hạnh phúc và đã ban cho ai trong các em là một người bạn đời, một người bạn đồng hành. Cho nên đó là một cái bí tích mà Chúa Giêsu muốn thánh hóa để đời sống vợ chồng trở nên hình ảnh mà Thiên Chúa dành cho con người, đó là tình yêu. Chúa Giêsu dành cho thánh. Cho nên bí tích hôn nhân là một cái ơn gọi không những cho quý ông anh chị, quý ông bà, mà thôi, nhưng mà cho cả thế giới, để một người nhìn đến sống của anh chị, nhìn đến cái hình ảnh gia đình hạnh phúc của anh chị, họ cảm nhận được là tình yêu. Cho nên chúng ta ngày hôm nay cảm ơn Chúa để quý anh chị cảm nhận được cái hạnh phúc chúng ta trao ban cho mình dồi dào, nhưng đồng thời cầu nguyện xin Chúa ban cho anh chị trong những ngày tháng năm sắp tới lớn lên trong tình yêu thương của mình nữa. Như chúng ta thường nghe rượu phòng rượu để càng lâu thì nó càng ngon. Hy vọng là cái đời sống của anh chị như vậy. Và còn chắc chắn còn nhiều những món quà mà mình sẽ trao cho quý chị, quý bà nữa. Đó là qua con cháu của mình cũng biết sống yêu, biết sống tha thứ đời sống vợ chồng. Và ngày hôm nay và giờ đây chúng ta có cơ hội để quý anh chị, quý ông bà nói lên cái lời hôn ước của mình mà 2-3 năm, gần 50 năm trước đây mình đã trao cho nhau. Ngày hôm nay hy vọng đó trở nên cái lời hôn ước và cái niềm vui mà mình đã trao cho nhau ban đầu. Hy vọng là khi đó chúng ta cho anh chị như quý ông bà ngày hôm nay. And so today, once again, you have the opportunity to renew your vow. I hope you can recall that wonderful time when you got married some almost 50 years ago, and that the Lord will increase your joy today as it was years ago when you got married and professed your love for one another. And so how are we going to do that? We're going to do one language at a time. Well, the form is going to do in Vietnamese. Chàng muốn sẽ là nghi thức bằng tiếng Việt. Đọc cái lời hôn ước và quý ông, quý bà sẽ đọc
theo lời cha tuấn tới cái phần mà để tên à tôi lấy người vợ đó là người vợ của mình thì nói cái tên của người vợ mình ha chồng của mình tới cái đoạn nói tên của người chồng của mình rồi chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần bằng tiếng Anh so we can start with the English first the new vows and then we continue with the English new vows when it comes to the husband saying a vow you say the wife's name and then with the wife's turn you say your husband's name. Both of us take photo and take it from the other side. Đang lên chỗ núi Ta Bo nơi Chúa biến hình. We lost a lot of things, the luggage and the music and things, so we'll just go with what we have tonight. Ngày hôm nay thì chị Tammy có chuẩn bị cho chúng ta một cái buổi tiệc ăn mừng những cặp hôn nhân mà chúng ta cử hành thế lễ sáng nay đó. Nhưng mà vì lý do mất hành lý, chúng ta phải chịu thôi. So today we're gonna just recognize again the couples that we celebrated the anniversary this morning. We'd like to know more about how you met, how many kids you have, how many people you dated before you got married. And maybe one experience or many things or things that you did together that's still kind of a treasure. How's that? So just to kind of share with us the joy that you've been together, whether it's a grandchild, it's a son-daughter wedding accomplishment, whatever that is, so that we can celebrate with you, okay? This is supposed to be, you have to buy this, you're on your own, but it's a gift for me to offer you for thứ bảy
Ở đây là có thảy là 9 cái tầng, ở tầng thứ 7. Blessed are the meek, for they shall possess the earth. Blessed are those who mourn, they shall be consoled. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who endure persecution, for they shall be justified. Nó luôn mà đọc rồi, cảm ơn em. You need one, you don't have one, where you are? Given the keys to the kingdom, and he's in a way continue the ministry of Jesus as an apostle to continue leading the church through difficult times. And we pray in a special way for our Holy Father as well, who continued the ministry of Saint Peter as one of the apostles of Jesus. Thì ngày hôm nay ở đây thì chúng ta làm lễ kính Thánh Phêrô. Chúa đã cho Thánh Phêrô một cái trọng trách, tức là cai quản giáo hội, và tới thời đại của chúng ta, Đức Thánh Cha Gioan, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục cái sứ mệnh đó. So we put a special way for them. So the first song will be Pescador de Hombres, where Jesus told Peter to be a fisher of men, to bring the gospel to all people. Xong rồi sau khi chúng ta hát cái bài đầu lễ nói về chúng ta nên là trải lưới người, tức là đưa tin mừng của Chúa đến cho mọi người, hãy ra đi ra khơi ha, để rao giảng tin mừng. Đó là cái bài đọc, cái bài hát đầu tiên bằng tiếng Mẽ, và sau đó mình sẽ hát quý lễ bằng tiếng Việt. We'll conclude with the Vietnamese song as well. So let us stand. Cái này phải học cách này nha, tình tứ quá nha. Rồi hết. Đây, mời hết nha. Each one take his right.
shout. Was once the border between the two sections of Jerusalem, to the left side, the Arab side. Churches in Egypt or in Iraq and Syria. We don't have this situation. Do you know what? This is thanks to the pilgrims who are coming. For maybe I would say they do not really respect our faith, but they respect the economy that we bring to this country. And this is indirect way anyway to let people feel that our presence is also significant. Again, it's different way of doing that, but this is why they still do respect the churches. They do not harm people, pilgrims. In any attack that happened in this country, it was only between Palestinians and Israelis. Not one single tourist was attacked here. And this is again because people are aware of both sides, Israelis and Palestinians. They are both aware of the fact that pilgrims and tourists, they, even if they are Christians here, but they come and they bring prosperity in a way or another to the country. So this is in general about the situation. Again, you've noticed that in Jericho yesterday, you'll see that also in Bethlehem, the lake of a statehood institution makes really difference. Still, there are wealthy people everywhere in the world, but you can feel the difference between the social level. So there are really very rich people and then a lot of poor people. You don't have the state to take care of the hospitals, you don't have the state to take care of the universities, you don't have the state to take care of the infrastructure, etc. So they depend a lot on international help. Because this one is the fake one. But you never see this box anywhere. Because all the articles taken from the Church of the Nativity where Jesus was born. So it is blessed. You don't need to bless it. Usually we sell it four, but for you, you can have it only $2. Okay? So you have the choice. Blessed by Buddha, $1. Blessed by Jesus, $2. In the morning, at 5 o'clock in the morning, from here. This spring.
enough photos. No photos. No photos. To visit and move. Visit and move. Please go down. Yeah, thank you.